Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn tiếp á, cái lý do tại sao á, mà mình phải cần làm một cái file Excel á, để theo dõi cái cổ phiếu mà mình mua bán á, để mà mục đích là mình ra quyết định cho nó tốt á. Thì hiện tại đây là một cái chi tiết sao kê lại lộ á, của một cái mã cổ phiếu á, vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, lúc mà 13 giờ 47 thì mình có bán 1.000 cổ phiếu, giá bán là 11.900 đồng. Mà cái điều đáng nói ở đây lỗ 60 mấy phần trăm, tại sao mà mình vẫn bán? Thì cái đây là nó không chính xác nha mấy bạn, bởi vì á mình mua rất là nhiều lần và mỗi lần mình mua mình đâu có biết lần nào là mình sẽ thắng đâu, nên mình mua mình chia nhỏ ra mình mua nó phù hợp với cái khả năng số vốn của mỗi người. Thì hiện tại mấy bạn nếu mà nhìn vào cái này á, mấy bạn không có dám ra quyết định bán đâu, bởi vì nó lỗ quá thường là dữ luôn à, thường lỗ ít người ta mới cắt lỗ, chứ còn lỗ quá đà như vậy là dữ luôn. Thì mình muốn bật qua cái lịch sử khớp lệnh á cho bạn xem. Thì vào ngày 16 tháng 11 năm 2022 mình mua 1.000 cổ phiếu giá 9.4, và ngày 18 tháng 11 năm 2022 lúc 13 giờ 47 mình bán 1.000 giá 11. Bạn thấy không? Đó là nó trùng trùng khớp là như vậy. Thì bạn thấy không? Mua giá 9.4, bán giá 11 chấm chín, là mình lời 2.5 nhân cho 1.000 là lời 2.5 triệu đó, mà chia theo tỷ lệ là được 26% so với cái lỗ bên đây là 65% nó. Thì đây là cái lý do mà mình hay khuyên mấy bạn phải cần một cái file Excel để mà mình theo dõi. Còn mình nhìn vào mà cái app của công ty chứng khoán á, họ tính giá vốn theo cái cách khác, cách trung bình lại, thì mấy bạn nhìn lỗ miết á, mấy bạn không có sáng suốt được, đầu óc mình nó rối á,